Chào mọi người, rất vui được gặp lại quý vị. Ngọc đang có mặt tại Phúc An City, Đức Hòa, Long An. Và trước mặt Ngọc là khu xử lý nước thải đối diện với lốc D5 nè mọi người. Video này thì sẽ dành cho những anh chị nào đã mua ở đây và đang đợi sổ. Thì quý vị có thể là theo dõi hạ tầng xây dựng khu xử lý nước thải nếu mà mình không có ở gần đây ha. Một cái điều kiện quan trọng cho việc nghiệm thu hạ tầng và ra sổ tại Phúc An City. 2 tháng trước Ngọc tới đây là đang làm móng nè. Và hiện tại là đã xây khá cao rồi. Thì theo Ngọc thấy là cái khu này nó sẽ rộng khoảng 30-30, cao lên tầm 4m. Và một cái khu dân cư như Phú An City thì bắt buộc phải xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra ngoài để đảm bảo cho cái môi trường của mình không có bị ô nhiễm. Bây giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người qua phía bên này coi, mọi người thấy không? Nó khá là cao nè. Thực tế phía bên ngoài nó rộng hơn ở trong video rất là nhiều. Thì Ngọc thấy là nó chia thành từng ô luôn á. Thì giờ Ngọc dẫn mọi người sẽ đi qua phía bên này để mọi người cùng theo dõi phía bên trong nó làm như thế nào nha. Thực tế là phía bên trong này thì họ sẽ xây dựng theo cái bản vẽ. Thì mình không có rành về bản vẽ thì mình chỉ có đi xem tiến độ thôi. Đó, mọi người thấy không? Bên trong này nó sẽ chia thành từng cái bể nè. Ô đó. Trong này xây mấy cây cột. Đó. Đó, rất là nhiều bể luôn. Ngọc đếm chắc cũng phải là 4-5 cái bể mà giờ nó dựng cái dàn giáo phía trên đó. Mình đi mình không có nhìn rõ được. Thì các chị ở đây có nói với Ngọc là cái bể xử lý này làm rất là gấp rút, là chủ nhật cũng không có được nghỉ luôn. Và nếu theo tiến độ này là khoảng tháng 2 là sẽ xây xong. Và nếu xây xong thì bên môi trường xuống nghiệm thu đầy đủ thì sẽ tiến hành tách sổ cho quý vị. Thì mọi người hãy đón chờ trong những video tiếp theo nhé. Thì Ngọc sẽ cập nhật tới quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau của Ngọc nha.